thầy viết bằng bụi phấn rơi rơi. Hơn 38 năm theo nghề dạy học, tâm nguyện lớn nhất của thầy giáo Trần Văn Trọng, hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ trường tiểu học Võ Thị Sáu, canh cánh bên lòng, đó là làm sao để có thể phục vụ tốt nhất cho học trò, cho sự nghiệp giáo dục. Cũng chính là phụng sự quê hương đã sinh ra, nuôi mình lớn lên, ăn học thành tài. Sau thời gian dạy ở các nơi, từ năm 2001, thầy về làm hiệu trưởng tại trường tiểu học Võ Thị Sáu. Trên cương vị mới, thầy đã dốc toàn tâm, toàn lực chăm lo cho sự nghiệp ươm mầm tương lai cho đất nước. Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước đây, đây là chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Thầy Trọng đã đưa ra nhiều sáng kiến để toàn trường cùng tham gia với phương châm không chỉ học theo Bác mà còn phải làm theo Bác, với những phần việc hết sức cụ thể. Ngoài việc thường xuyên kiểm tra các giờ lên lớp của các thầy cô giáo, cũng như nắm tình hình học tập của các em học sinh để đảm bảo giữ vững chất lượng dạy và học trong nhà trường, thầy còn đưa ra nhiều hình thức phù hợp với điều kiện của nhà trường, có tác động thiết thực nhằm hỗ trợ cho công tác giảng dạy tại trường, được các phụ huynh cũng như chính quyền địa phương đánh giá cao, như mô hình chống học sinh bỏ học và mô hình trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. Và để hai mô hình này phát huy hiệu quả, thầy đã đưa ra những việc làm hết sức cụ thể, đáp ứng được những nhu cầu thiết thực nhất của thầy cô, học sinh và các bậc phụ huynh. Biết trẻ miền quê đi học vì nhiều yếu tố chi phối như nhà ở xa trường, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, cha mẹ phải đi làm, thời gian dành cho con cái nhiều hạn chế, trẻ học yếu, dễ sinh ra chán học. Từ thực tế này, sau bao năm trăn trở, thầy đã đưa ra mô hình chống học sinh bỏ học thông qua hình thức nhà chờ cho học sinh. Nhà chờ là nơi tạm trú của học sinh nhà xa, điều kiện đi lại khó khăn, ở lại trường buổi trưa hoặc chờ người thân đến đón sau mỗi buổi tan trường, nhằm giảm bớt áp lực về thời gian đưa đón con em cho phụ huynh. Còn với những học sinh yếu, nhà trường đều tổ chức lớp bồi dưỡng ngoài giờ không thu phí, giảm bớt một phần gánh nặng cho các bậc phụ huynh. Thậm chí với những em học sinh nhà nghèo, cha mẹ không có điều kiện đưa rước, nhà trường phân công bảo vệ đến đưa rước hàng ngày. Đặc biệt hơn, nhằm cụ thể hóa tiêu chí trường học thân thiện, học sinh tích cực, thầy đã phát động phong trào trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. Trong đó đặc biệt nhất là việc triển khai mô hình bàn trực học sinh. Với mô hình này không chỉ giúp cho nhà trường, thầy cô giáo nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm của từng học trò thông qua những câu chuyện mà các em giải bày vào giờ ra chơi, mà đồng thời cũng là nơi các thầy cô giáo thể hiện trách nhiệm của mình đối với mọi hoạt động cả trong và ngoài giờ học của các em. Qua đó cùng các em thực hiện tốt phong trào trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. Chính nhờ cách nghĩ, cách làm đầy thiết thực này của thầy Trọng và tập thể giáo viên nhà trường mà nhiều năm qua trường tiểu học Võ Thị Sáu luôn được đánh giá là trường điểm của huyện. Toàn trường không có trường hợp học sinh bỏ học. Còn với phụ huynh và các em học sinh, trường học đã chính là ngôi nhà thứ hai của các em.